Dạ vâng, kính chào các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Cốc Cốc Audio. Kính thưa các bác vừa được nghe những đoạn nhạc rất là êm ái và những tiếng bass rất là sâu lắng, những tiếng chép thì rất là bay bổng đến từ đôi JBL Control 28 này. Dạ vâng, và đây là cận cảnh của chiếc JBL Control 28 này. Và bây giờ em sẽ quay mặt đằng sau lại cho các bác cùng chiêm ngưỡng nhé. Đây, đây là mặt đằng sau của chiếc Control 28 đây. Vâng, và đôi Control 28 này thì được sản xuất tại Trung Quốc. Và nó có cả số series sản xuất ở đây, Make B JBL in China. Và đây là công nghệ của Mỹ. Và đây là thùng nhựa. Thùng nhựa nó rất là chắc chắn. Và đây các bác có thể nhìn thấy logo, logo và chữ tên thương hiệu của JBL, JBL Production. Và đây Control 28 nhìn rất là chất luôn các bác ơi. Và tiếng của nó thì lại cực kỳ là hay, tiếng bass rất sâu. Và đôi loa Control 28 này được thiết kế với loa bass 20 và có một chép kèn trên này, và được cộng hưởng với hai lỗ thoát âm ở phía trên này nữa, cho nên là chúng ta có thể để rất là sát tường nhưng mà chúng ta không sợ là nó không hay, bởi vì chúng ta để sát tường nhưng không sao cả, bởi vì lỗ thông hơi của nó ở phía mặt trước đây rồi, nó không ảnh hưởng gì đến âm thanh cả. Tiếng nhạc, tiếng bass cực kỳ sâu lắng, tiếng chép tí tách nghe cực kỳ là đã tai và sướng luôn. Dạ vâng, và đôi loa JBL Control 28 này thì nó cũng đã được tặng kèm theo những giá loa kèm theo luôn rồi. Và khi các bác về, các bác chỉ việc bắn giá loa lên tường hoặc là lên những nơi mà chúng ta thích, rồi là chúng ta vặn vào là ok rồi. Vâng, và đúng chỗ này chúng ta có thể cho lục giác vào, và lục giác thì nhà sản xuất cũng đã cho kèm cho chúng ta. Và với dòng loa Control 28 này thì em cũng đã có những clip hướng dẫn các bác tháo và lắp giá loa của nó như thế nào. Vâng, và bác nào quan tâm thì hãy theo dõi lại ở trên kênh Cốc Cốc Audio chúng em nhé. Vâng, và bây giờ thì không nói nhiều nữa, em sẽ mở nhạc to lên một chút xíu để cho các bác cùng thưởng thức nhé. Đôi loa JBL Control 28 này nó đúng thực sự là vua của các loại loa lời các bác ạ. Tiếng cực kỳ là hay và sáng. Khi các bác kết hợp với những đôi loa như là đôi loa BMB hay là những đôi loa mà bass 25 ở nhà các bác, hoặc là bass 30 của nhà các bác, và các bác hát karaoke thì thôi rồi luôn. Quá hay.
Dạ vâng, và với những đoạn nhạc nho nhỏ thế này thì chắc hẳn là các bác cũng đã đánh giá được những cái chất lượng cực kỳ hoàn hảo của dòng loa JBL Control 28 này rồi. Vâng, và mọi chi tiết xin các bác vui lòng liên hệ về số điện thoại đang hiển thị lên trên màn hình, hoặc các bác có thể để lại số điện thoại để bên em có thể tư vấn trực tiếp cho các bác được. Vâng, và một lần nữa em xin kính chào và hẹn gặp lại các bác. Các bác hãy nhớ đăng ký kênh và ấn chuông để nhận những video, những sản phẩm mới nhất từ bên Cốc Cốc Audio chúng em nhé.